tại sao chúng ta vẫn chưa có máy bay điện chạy thương mại? Không rõ tương lai với máy bay thương mại chạy bằng điện sẽ như thế nào. Có thể là vé máy bay sẽ rẻ hơn rất nhiều, sân bay sẽ yên tĩnh hơn, và thậm chí là đường băng có thể cũng sẽ ngắn hơn. Nhiều công ty đã đặt cược vào các thế hệ máy bay chạy bằng pin cho một tương lai xanh và sạch hơn. Nhưng ngay cả khi những chiếc máy bay điện đã xuất hiện từ những năm 1970, thì chúng vẫn chưa thực sự cất cánh. Vào cuối những năm 1800, hai sĩ quan quân đội Pháp đã thử nghiệm dùng điện năng để đẩy một chiếc khinh khí cầu, nhưng họ gặp vấn đề khi pin không thể giữ năng lượng đủ lâu. Vấn đề này chỉ được cải thiện sau 100 năm, khi pin nickel cadmium được phát minh, chuyến bay đầu tiên với động cơ điện đã cất cánh, nhưng nó chỉ kéo dài chưa đầy 15 phút. Sau đó, vào những năm 1980, pin lithium ion đã được phát minh. Nó có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Phát minh này đã dẫn đến các máy bay như Solar Impulse 2 đã ra đời. Bắt đầu từ năm 2015, máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời đã trải qua 16 tháng bay liên tục vòng quanh thế giới. Chỉ có điều là nó bay với tốc độ trung bình từ 45 đến 55 km/h. Solar Impulse 2 là một phần của phong trào phát triển nguồn năng lượng thay thế trong những năm gần đây, đặc biệt là khi người dân và các chính phủ đã bắt đầu nhận thức được rằng các chuyến bay đã gây ra ảnh hưởng xấu như thế nào đối với môi trường sống của con người. Trong năm 2019, ngành hàng không đã thải ra môi trường khoảng 1 tỷ tấn khí CO2, đó là khoảng 2,5% lượng khí thải toàn cầu. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nó bằng với lượng khí thải của gần như toàn bộ lục địa Nam Mỹ thải ra trong một năm. Máy bay chạy bằng điện đã có trong tâm trí của mọi người trong một thời gian dài. Nhưng có hai rào cản lớn đã giữ chân nó chưa thể cất cánh trong thương mại. Đầu tiên là công nghệ hiện tại chưa hoàn toàn sẵn sàng. Khi bạn đang cố gắng đưa một chiếc máy bay điện lên khỏi mặt đất, bạn sẽ cần có một cục pin chứa rất nhiều năng lượng, nhưng kích thước của nó lại phải nhỏ và nhẹ. Đó thực sự là một thách thức cho giới khoa học. Pin điện không hiệu quả bằng ga. Hiệu quả của pin hoặc khả năng lưu trữ năng lượng của nó được đo bằng một giá trị năng lượng cụ thể. Ngay cả những cục pin tốt nhất hiện nay cũng chỉ đạt được mức năng lượng là 250W/h trên mỗi kg cân nặng của cục pin. Trong khi chúng ta cần tối thiểu phải đạt được đến 800W để có thể thực sự bắt đầu bay. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa là gì so với năng lượng của nhiên liệu máy bay hiện tại, gần 12.000W/h trên mỗi kg. Hãy nghĩ về điều này giống như những máy tính có từ những năm 80. Chúng to lớn nhưng kém mạnh mẽ hơn những cái máy tính nhỏ và bóng bẩy mà chúng ta có ngày nay. Ngay bây giờ, pin cũng giống như những máy tính của thập niên 80. Chúng không mạnh như chúng ta cần, và chúng không chỉ to mà còn nặng nữa. Vì vậy, nếu bạn muốn bổ sung thêm năng lượng cho máy bay, bạn cần phải có pin lớn hơn, mà pin lớn hơn cũng đồng nghĩa với nặng hơn. Và sau đó, bạn sẽ lại cần thêm pin để bù vào trọng lượng đó. Đó là một vòng luẩn quẩn giữa năng lượng và trọng lượng. Nhưng ngay cả khi các kỹ sư có thể thiết kế được một chiếc máy bay chạy bằng điện, thì họ sẽ phải đối mặt với rào cản thứ hai trong ngành này. Đó là chứng chỉ bay. Điều đó có nghĩa là phải xin phép Cục Quản lý Hàng không để thử nghiệm và lái một chiếc máy bay điện. Các công ty phải chứng minh được mỗi cm trên máy bay của họ đều an toàn, vượt qua một loạt các thử nghiệm, và một trong số đó là phải đảm bảo các tế bào pin sẽ không bắt lửa. Khi đang bay, nếu có sự cố xảy ra, bạn không thể chỉ đơn giản dừng lại hoặc tấp vào lề đường. Chỉ có một nơi cho chiếc máy bay đó đi. Chính vì điều này, nên tính nghiêm ngặt của quy định sẽ cao hơn rất nhiều. Các yêu cầu về độ tin cậy, kế hoạch dự phòng và an toàn cũng sẽ cao hơn nhiều, và đó là một lý do chính đáng. FAA đã sửa đổi các nguyên tắc của mình vào năm 2016 để cho phép các hệ thống động cơ điện trong máy bay được chế tạo cho tối đa 19 hành khách. Tuy nhiên, ngay cả với những sửa đổi này, các công ty cũng sẽ phải mất nhiều năm để có thể đạt được đủ điều kiện có được chứng chỉ bay. Vì vậy, họ đã sáng tạo bằng cách trang bị thêm động cơ điện trên các máy bay cũ để có được chứng nhận nhanh hơn. Nâng cấp máy bay cũ đã được thực hiện theo nhiều mức độ khác nhau.
Đầu tiên là từ công ty Pipistrel của Slovenia. Họ đã tạo ra máy bay hai chỗ ngồi hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới vào năm 2007 bằng cách đặt một động cơ điện được sử dụng cho tàu lượn. Ngày nay, những chiếc máy bay đó đang được sử dụng cho đào tạo phi công. Ở một mức độ khác, công ty Ampere của Los Angeles đã thay thế một trong hai động cơ trong chiếc Cessna năm 1973 bằng động cơ điện. Ampere hy vọng sẽ có được chiếc máy bay mới cho mình. Và nó đã được chứng nhận cho các chuyến bay thương mại vào năm 2021. Và cuối cùng, tại Vancouver, nhà sản xuất động cơ điện Magnix và hãng hàng không Harbour Air có trụ sở tại Vancouver đã lái một chiếc máy bay 62 tuổi đã được nâng cấp. Chuyến bay thử nghiệm kéo dài 15 phút vào tháng 12 năm 2019 đã biến nó thành máy bay thương mại hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới. Nó đã chứng minh rằng điện năng thực sự có thể làm máy bay cất cánh được. Hiện tại, mục tiêu của hai công ty này là chuyển đổi phần còn lại của đội bay gồm hơn 40 máy bay của Harbour Air thành máy bay điện và cố gắng lấy được chứng nhận bay vào cuối năm 2021. Nghe có vẻ như việc chuyển đổi máy bay cũ thành máy bay điện đã giải quyết được những rào cản kể trên. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là giới hạn về cấu trúc của máy bay cũ. Động cơ điện nhỏ và nhẹ hơn so với động cơ xăng, nhưng hãy nhớ rằng những cục pin thì lại rất nặng. Do đó, bạn sẽ bị tốn nhiều năng lượng hơn, bởi vì với cùng một lượng năng lượng thì pin nặng hơn nhiều so với nhiên liệu hiện tại. Tốn nhiều năng lượng hơn có nghĩa là máy bay của bạn sẽ đi được quãng đường ngắn hơn. Vì thế, trong khi Harbour Air và Magnix đang cố gắng tìm giải pháp cho sự cân bằng trọng lượng trong máy bay của họ, thì máy bay điện của họ chỉ có thể đi được quãng đường hơn 160 km. Nhưng để thành công lâu dài đối với máy bay điện, họ sẽ cần phải đi xa hơn thêm. Công ty Eviation của Israel có thể có một giải pháp cho vấn đề này. Thay vì nâng cấp một chiếc máy bay cũ, các kỹ sư của công ty này đã chế tạo một chiếc máy bay hoàn toàn mới. Chiếc máy bay 9 chỗ ngồi có tên là Alice được thiết kế xung quanh pin để giảm trọng lượng. Pin có ở dưới sàn, ở trong cánh và nhiều vị trí khác nhau trên thân của máy bay. Chiếc Alice này, về mặt lý thuyết, có thể bay quãng đường hơn 1.000 km, gần bằng khoảng cách từ Việt Nam tới California, Hoa Kỳ. Nhưng vì nó được xây dựng mới hoàn toàn, nên việc xin giấy phép bay sẽ mất nhiều thời gian hơn. Theo thông tin từ CEO của hãng này, thì họ sẽ thử nghiệm máy bay này trong đầu năm 2020 và tin rằng từ thời điểm đó, quá trình xin cấp chứng nhận bay sẽ mất khoảng 2 năm. Mỗi máy bay điện được phát triển cho nhiều mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là nó đang nhắm vào phân khúc phục vụ cho các chuyến bay với quãng đường dưới 800 km. Nghe có vẻ không được ấn tượng lắm với quãng đường này, nhưng trên thực tế, những chiếc máy bay điện tầm ngắn này có thể sẽ giải quyết được một vấn đề lớn trong ngành du lịch. Theo số liệu trong năm 2018, hơn một nửa trong số tất cả các vé bán ra trên toàn cầu là các chuyến bay dưới 800 km. Nhưng thay vì sử dụng máy bay nhỏ, tiết kiệm chi phí hơn vì được thiết kế chuyên dùng cho các đường bay ngắn này, thì chúng ta lại thường sử dụng máy bay chở khách cỡ lớn, được thiết kế để bay quãng đường xa hơn, với chi phí cao hơn. Những chiếc máy bay cỡ lớn này chỉ hoạt động hiệu quả nhất nếu chúng được bay trong một thời gian dài. Còn đối với những chuyến bay chỉ kéo dài khoảng 50 phút, thì những chiếc máy bay này vừa cất cánh được một xíu là đã phải hạ cánh. Đối với một người am hiểu kỹ thuật, đó là một sự lãng phí rất lớn, bởi vì chúng ta đang sử dụng sai công cụ cho mục đích công việc của mình. Trong 4 thập kỷ qua, việc bay trong khu vực với máy bay thương mại cỡ lớn đã trở nên đắt đỏ đối với các hãng hàng không ở Mỹ, châu Âu và Úc đến mức họ bắt đầu ngừng dịch vụ bay đến các sân bay trong khu vực. Ngày nay, trong số 20.000 đường băng được FAA phê duyệt ở Mỹ, chỉ có 2,5% hiện đang hoạt động. Các sân bay khu vực còn lại đang hoạt động thua lỗ hoặc thậm chí phá sản. Nhưng máy bay điện có thể là giải pháp để cải thiện tình trạng này, và nó cũng có thể tận dụng cơ sở hạ tầng đang có sẵn. Theo thông tin từ công ty Eviation, chiếc máy bay điện Alice có thể tiết kiệm khoảng $800 mỗi giờ bay so với một chiếc máy bay cánh quạt bình thường. Đối với tương lai xa, hàng không điện có thể rất đa dạng,
Chẳng hạn như Uber đã và đang phát triển loại xe bay có thể cất cánh và hạ cánh giống như máy bay trực thăng. Nó có thể đón bạn ngay tại nhà của bạn và đưa bạn đến sân bay. Ngay cả những tập đoàn lớn như Airbus, Boeing và Rolls-Royce cũng đang đặt cược vào tương lai sáng sủa này. Chúng ta đã và đang bắt đầu cuộc hành trình giống như bò, đi, chạy và nhảy. Hiện tại, hàng không điện đang trong giai đoạn đi bộ. Phần chạy sẽ là những chiếc máy bay điện lớn hơn, bay được quãng đường dài hơn. Những người trong ngành hy vọng rằng đầu tư vào phát triển pin sẽ bắt đầu nở rộ. Bởi vì để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn giữa năng lượng và trọng lượng mà chúng ta đã đề cập ở trên, thì chúng ta sẽ cần pin hiệu quả hơn để máy bay điện thực sự cất cánh. Câu hỏi được đặt ra lúc này là, khi nào thì máy bay điện mới thực sự là con gà đẻ trứng vàng? Và ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua đưa sản phẩm như thế này ra thị trường trong thời gian 15 năm tới? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách ghi bình luận bên dưới. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.